Ok, vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, chỉ một ngày sau khi tôi đăng cái video tổng quan về Pokemon hệ ma, thì hai Pokemon ma mới của Pokemon Legend Arceus đã được chính thức công bố, đó là dạng vùng miền Hisui của Zoroa và Zoroark. Đã thế, hai em này lại còn mang cái song hệ cực kỳ xịn, theo như Seribi.net xác nhận thì nó là hệ thường và ma, rồi thì lại còn xinh đẹp không tì vết, khiến cho tôi cực kỳ buồn bởi vì video hệ ma của tôi không thể nói về em nó. Nhưng mà không sao, tôi sẽ dành riêng cho em nó một video để bù đắp. Giống như tất cả những Pokemon khác được giới thiệu trong bản Pokemon Legend Arceus, thì tất cả thông tin mà chúng ta hiện tại biết về Zoroa của vùng Hisui và dạng tiến hóa của nó chỉ là hình dáng và hệ mà thôi. Về vật thiết kế hình dáng thì không phải bàn rồi. Chúng mang cái nét danh mãnh vốn có của những đồng loại vùng Unova, một đôi chút điên dại của Lycanroc nửa đêm, cộng thêm nét quyến rũ của Alolan Ninetales. Có thể anh em sẽ thấy rất thích nó hoặc thấy nó cũng bình thường, nhưng tôi nghĩ không có anh em nào có thể chê nó xấu được đâu. Anh em có thể cố, nhưng tôi khá chắc rằng đây là một trong những thiết kế Pokemon được chào đón nồng nhiệt nhất trong vài năm trở lại đây. Cái tông màu trắng đỏ này cũng khá là phổ biến, đặc biệt là đối với những diễn họa về loài hồ ly, chúng ta có thể thấy trên những cái mặt nạ hay là trong các tựa game khác cũng đã dùng rất nhiều rồi. Cơ mà cái điểm đặc biệt nhất làm nên nét quyến rũ của Zoroa và Zoroark là những cái lọn tóc bay phất phơ ở trong không khí. Loài Zoroa đến với vùng Hisui sau khi bị loài người xua đuổi khỏi vùng đất quê hương của chúng vì sợ hãi những cái ảo ảnh mà chúng tạo ra. Nhưng Zoroa đã không thể thích nghi sinh tồn được trong môi trường khắc nghiệt của vùng Hisui, và vì xung đột với những Pokemon khác, linh hồn của chúng tái sinh thành Pokemon hệ ma này từ lòng hận thù với cả loài người và cả Pokemon. Nếu như Hisuian Zoroa phát hiện ra con người hoặc Pokemon một mình, nó sẽ xuất hiện trước mặt họ, ngụy trang thành chính hình dạng của đối tượng. Không giống như ảo ảnh của loài Zoroa bình thường vốn có, những ảo ảnh ma mị này được tạo ra bởi sức mạnh cay nghiệt từ phần lông dài trên đầu, cổ và đuôi của nó. Có vẻ như Zoroa hút sức mạnh từ nỗi sợ hãi của những người chứng kiến ảo ảnh này. Khi tiến hóa thành Zoroark, sức mạnh ấy còn có thể được bắn ra từ bộ lông để tấn công kẻ địch, khiến cho chúng tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài. Ảo ảnh của Pokemon cáo hận thù này tạo ra mang cảm xúc ác độc tới mọi thứ trên thế giới, khiến cho những ai nhìn thấy có thể phát điên vì sợ. Hisuian Zoroark cực kỳ hung tợn và thù địch với tất cả mọi người cũng như các Pokemon khác, nhưng mà nó vẫn tồn tại lòng trắc ẩn đối với những ai mà nó coi như là gia đình, ví dụ như việc nó vẫn luôn bảo vệ cho những em Zoroa. Những ai mà chiếm được lòng tin của Hisuian Zoroark sẽ có trong mình một đồng đội vô giá. Bây giờ là phần hay nhất này. Song hệ của nó, tôi vừa mới nói trong video về hệ ma xong, là con Ma Shadow, nó mang song hệ ma và giác đấu, có một cái combo hệ không thể bị kháng bởi một Pokemon nào ngoài hệ thường và ma. Thì ngay hôm sau, hệ thường và ma đã xuất hiện, chính là hai em cáo trắng hồng của chúng ta đây. Ban đầu tôi nghĩ nó là hệ lửa băng, nhưng mà không sao, hệ thường và ma còn xịn hơn rất là nhiều. Có thể anh em sẽ nghĩ là con Ma Shadow nó hoàn toàn có thể học được Knock Off để đối phó với Zoroark, nhưng đấy chính là điểm hạn chế trong lối chơi của con Ma Shadow bây giờ. Trước đây nó có thể cân cả thế giới chỉ với hai chiêu giác đấu và ma, và cực kỳ thoải mái với những slot chiêu thức còn lại. Còn bây giờ thì nó gặp vấn đề, bởi vì nếu muốn mang theo Knock Off thì nó sẽ buộc phải hy sinh một slot chiêu thức của Protect hoặc là Book Up. Về mặt phòng thủ thì đây là một Pokemon hệ thường mà lại miễn nhiễm được với hệ giác đấu, một Pokemon hệ ma mà lại miễn nhiễm được với hệ ma, và có thể miễn nhiễm được thêm một hệ thứ ba nữa là hệ thường, để cho nó có thể chặn được Fake Out và Rapid Spin một cách cực kỳ hữu dụng. Ngoài ra thì song hệ này có thể kháng được một nửa sát thương từ hệ bọ và độc, đồng thời chỉ bị duy nhất một hệ khắc chế, đó là hệ bóng tối. Hy hữu hơn thì những Pokemon hệ giác đấu có Scrappy có thể đe dọa được nó. Song hệ thường và ma nhận full sát thương từ 12 hệ còn lại, một điều không ấn tượng lắm, nhưng khi nhìn lại thì hệ nước đất hoặc là độc bóng tối cũng thế, cũng nhận full sát thương 12 hệ và kháng 5 hệ, thậm chí là hai hệ này vẫn rất mạnh mà chưa cần phải đến 3 cái miễn nhiễm như hệ thường và ma. Dĩ nhiên là những Pokemon của hai cái song hệ kia đa số rất là trâu, để cho sát thương bình thường cũng không gây tổn hại cho chúng nhiều lắm. Còn nhà Zoroark thì có lẽ sẽ không được như vậy, tôi nghĩ chúng nó cũng sẽ mỏng manh như những đồng loại vùng Unova thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây, nó miễn nhiễm được đến 3 hệ đã là quá xịn rồi. Điều này giúp cho Zoroa và Zoroark có thể đảo ra sân cực kỳ dễ mà không bị tổn hại gì. Từ đây nó có thể giữ được trạng thái sức khỏe hoàn hảo để tấn công. Và chỉ có 3 song hệ trên cả thế giới có thể kháng được cái Stab Combo của song hệ thường và ma. Chính ra hiện tại là chỉ có 3 Pokemon mà thôi. Đó là hệ đá bóng tối của Tyranitar, thép bóng tối của Bisharp và hệ thường ma của chính nó. Yeah, và đây cũng là cái song hệ duy nhất mà miễn nhiễm với chính mình. Còn lại chúng ta có 174 Pokemon bị khắc chế bởi hệ ma, chiếm khoảng 16% tổng số Pokemon. Dĩ nhiên rồi,
còn lại là hệ thường nó không khắc chế được gì cả. Nhưng tính ra thì anh em hầu như không bị một cái gì kháng, và khả năng càn quét có thể coi như là không thể bị ngăn chặn. Đối với hai em Tita và Bisharp thì chỉ cần học được một chiêu hệ giác đấu thôi là đủ tiến bạn lên đường rồi. Còn đối với chính nó thì có thể sẽ lằng nhằng hơn một tí, trừ khi mấy ông bên Game Freak đủ điên để cho nó đặc tính Scrappy, mà khá chắc là không có đâu. Hoặc là nó có thể học được một chiêu hệ tiên như là Playrap chẳng hạn là ngon lành nhất. Về chỉ số, thường thì các dạng vùng miền sẽ có chỉ số tương tự với phiên bản gốc của nó, đa số là giống y hệt, có thay đổi thì cũng không đáng kể, chỉ khoảng 5 đến 10 điểm thôi. Và chỉ số của Zoroark vốn cũng đã rất tốt trong việc tấn công rồi. Công đặc biệt cơ bản của nó lên đến 120, còn tốc độ cơ bản cũng rất nhanh là 105. Đây sẽ là một Pokemon sử dụng Choice Scarf hoặc là Choice Pack rất tốt. Tại sao lại là Choice Item thì bởi vì tôi nghĩ cái thể lực mong manh của nó sẽ rất là khó để mà set up. Lối chơi pháo thủy tinh kiểu này thì anh em hoàn toàn có thể liên hệ sang con Alakazam để tưởng tượng cho dễ nhá. Với đặc tính, chúng ta chưa có bất kỳ một thông tin nào. Tôi nghĩ có thể nó sẽ dùng chung cái đặc tính ngụy trang với con Zoroark vùng Unova để hack não khiến cho đối thủ phát điên với những khả năng kháng của mình. Nhưng thật ra bây giờ trong PvP chúng ta có thể nhìn thấy team của đối thủ trước khi vào trận, cho nên cái đặc tính đấy cũng không giải quyết được gì nhiều lắm, bởi vì họ biết trong team mình có con Zoroark mà. Đây cũng chính là lý do vì sao con Zoroark vùng Unova không được dùng nhiều lắm trong PvP. Cho nên nếu như Hisuian, Zorua và Zoroark mà có một đặc tính hoàn toàn mới thì chắc chắn là cũng sẽ rất là ngoan nghênh. Và đó là những thông tin cơ bản nhất và một số phỏng đoán của tôi về hai Pokemon mới toanh, đó là Zorua và Zoroark của vùng Hisui. Trước mắt thì tôi thấy đây là Pokemon chất lượng nhất trong số những em mới được giới thiệu cho game Pokemon Legend Arceus. Vậy hiện tại tổng cộng là game đã giới thiệu được 7 Pokemon mới rồi, nếu tính cả dạng tiến hóa của con Rowlet thì là 8. Chắc chắn là sẽ có những Pokemon mới nữa chờ đợi chúng ta trong tương lai gần, và chắc chắn là tôi cũng sẽ thông báo cho anh em khi mà có thông tin về chúng. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Peace.